Chào mừng anh em trở lại với kênh BMT Gara Ô Tô nhé. Nay anh em bên BMT thực hiện một cái clip làm hệ thống điều hòa cho con xe i20. Con này phiên bản 2010-11. Con xe này của bác ấy là đi đánh đến đây là hiện tượng là lốc không nén, tức là mất cả ga. Thế là cũng đã đi đến một số anh em gara là báo là lốc là mất áp, lốc chết. Lốc thì hay lốc mới này, và hiện tượng lốc là có hiện tượng bị chơi nhá. Theo yêu cầu của khách hàng thì là sử tận dụng lại cái giàn nóng để nhằm là xúc lại. Ok, xúc lại giàn nóng rồi. Thì khi tháo giàn nóng thì bây giờ gần như là tất cả các dòng xe đều đưa cái ba đợt xốc ra. Đấy, sau đấy thì mình tháo được cái giàn nóng ra ngoài, tháo giàn nóng ra xúc lại. Thì con này khi khám thì nó bị thủng mà giàn mạnh. Đây, những cái dàn lạnh này thì đương nhiên là khi tháo dàn lạnh là vẫn phải tháo ống nước dàn sưởi này, rồi để mở cái đằng trước này ra. Mở cái đằng trước này ra thì mới tháo được cái ốc này. Hai cái con ốc có bắt cái giá đỡ của cái bệ ba này sốc à, cái bệ đỡ táp lô. Riêng cái dòng i20 này thì muốn tháo được cái dàn lạnh ra thì bắt buộc là phải nhấc táp lô ra, gần như là phải nhấc rời, vì là cái dòng này nó không giống như là dòng xe i10. Nó có một cái ống dẫn gió từ ở dưới, từ đằng trước này, ống dẫn ra đằng sau này, cái dẫn qua cái bệ tỉ tay ấy, nên là nó vướng thì không thể nào mà mình có thể là gọi là mỏ moi được, thì bắt buộc phải nhấc toàn bộ hệ thống táp lô này ra ngoài này, nhấc táp lô ra ngoài thì mới đưa được nguyên cả một cái cụm này. Cái cụm này, cụm đựng dàn lạnh này thì liền luôn. Tức là họ thiết kế là cả cái dàn sưởi cũng nằm trong cả cái cụm này luôn. Đâm ra là phải bê luôn cả cục này ra ngoài. Đấy, sau khi tháo rồi tháo tung hết ra như này nhá. Tung hết ra như này. Tháo từng chi tiết một thì mới ra được dàn lạnh. Bê cả hộp luôn. Tại vì cái hộp này là họ thiết kế là liền luôn dàn sưởi này, tức là dàn sưởi gắn một bên, dàn lạnh gắn một bên. Đấy mà vệ sinh luôn cái quạt, vì cái dòng này cái quạt này tháo nó hơi khó. Đây, cái dàn lạnh này tháo ra rồi. Lạnh này khi mình lén hơi là nó xì rồi, nó tụt áp rồi, dầu nó ra này. Sau khi tháo dàn ra rồi vẫn cẩn thận phải lén lại lần nữa cho nó chắc ăn, lén lại lần nữa cho nó chắc ăn xem nó giò dỉ ở đâu không. Đây này, bên cạnh này. Đây này. Úi dồi, mấy chỗ liền. Ui giời, thế này thì đúng là có mỗi chỗ đấy thôi, mỗi chỗ to này nó vướng cái mút nó xì ra thôi. Ở dưới lâu ngày nó này thì làm sao mà bảo trả vài hôm thì lại hết ga, kéo không được. Hôm trước hôm sau đã hết sạch ga rồi. Thế cái tỷ lệ mà nó hết ga này xong là lốc nó cứ chạy liên tục là sẽ dẫn đến tình trạng là chết lốc.
tháo lốc ra nó đen xì. Cái dàn lạnh chuẩn mã này. Dàn lạnh chuẩn mã luôn đấy. Đây. Đáp luôn. Mỗi cái dàn lạnh là tháo nguyên cả một khối ra. Đấy, còn rất là nhiều chi tiết nữa. Đây là anh em đang lắp cái cảm biến ngắt lạnh đây. Cái cảm biến ngắt lạnh này là phải lắp về đằng sau nữa. Đằng sau khi mà nó làm mát được rồi là cái gió mát nó hút lên trên ấy để nó thổi ra khoang ấy, thì cảm biến là mình sẽ lắp vào vị trí đấy. Thì khi nó làm lạnh rồi thì là nó cảm nhận được cái độ lạnh sâu hơi lông ấy. Nếu mà sâu thì bắt đầu đủ độ lạnh là nó sẽ ngắt, còn đâu mà lạnh kém là nó sẽ không bao giờ ngắt được. Cây đây. Quạt vệ sinh xong hết rồi. Thì lắp xong là lại đưa nguyên cả cụm mà thôi. Hay là cái dàn lạnh này nó mất rất là nhiều công. Con này nó lại là số tự động ấy. Luôn là tháo các cái hộp. Hộp tì bạ tì tay mấy cái thứ này rất là nhiều chi tiết này. Anh em đang hoàn thiện lốt công trình dàn lạnh bộ dàn sưởi các thứ là đưa vào hết rồi này. Kiểm luôn khi lắp ráp hết rồi, anh em tiến hành lén vào thử kín, lén vào ngâm thử kín ngâm tầm khoảng độ 30 phút. Nếu mà đồng hồ nó vẫn đứng im ở cái mức này thì quay ra hút chân không thôi, hút chân không cho nó là xả ga. Lắp hết. Sau khi thử kín nhé, thử kín cái hở thì hút chân không thì anh em bắt đầu nạp ga. Hiện tại bây giờ là đang là 29 độ. Nói đi em ơi. Ra cắm rắc lốc vào đi ạ.
rác lốc chưa cắm. Tắt máy, tắt máy. Máy đang nổ rồi. Áp rất là ổn định luôn. Nó chạy rất êm. Bỏ con xe hiện tại đang 9.6. Tôi xuống rồi. Nếu lấy gió trong, gió trong nó mạnh sâu hơn. Ý là mở hết kính. Lạnh phết. Đấy, nhiệt độ xuống này. Nhiệt độ xuống này. Rất sâu. Xe vẫn đang nổ anti nhé. Thấy chưa? Đấy, nhiệt độ dòng xe này nó lạnh rất sâu, cực kỳ là sâu luôn. Xuống tiếp này. Thì video của mình đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu anh em có nhu cầu làm điều hòa hoặc bảo dưỡng xe thì đến gara BMT T, địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.